Hiện tại thì em đang đứng ở ngay chỗ cái đầu đường nhựa mặt đi vô cái mảnh thác này nè anh chị nè. Từ cái nơi em đứng này nè là mình di chuyển khoảng cỡ tầm 1,5 cây thế là mình ra tới quốc lộ 28 ngay chỗ cái đầu của hồ Liên Nông anh chị. Mình đi tới đây là mình di chuyển theo cung đường này. Mình đi khoảng cỡ tầm 500 mét cái đường này thôi. Ở xung quanh là dân cư đông nha anh chị. Tại vì trước mặt đó đây là những quán tạp hóa và khu dân cư sinh sống nè. Tại vì trước mặt anh chị thấy chỗ lá cờ đó, đó là ủy ban dân của xã anh chị, xã Đắc Tân á, của thôn Đắc Tân á. Này là mảnh này là thuộc ở thôn Đắc Tân, xã Đắc Nia, thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Và giờ em sẽ di chuyển vào bên trong này nè. Là em sẽ tới đầu của mảnh thác em review cho anh chị xem ha. Kênh Đốc Vua Hồ Suối xin kính chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin gửi anh chị cái mảnh đất view suối thác anh chị, có diện tích là gần 2 hectare, một cái chính anh chị, nằm ở thôn Đắc Tân, xã Đắc Nia, thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Anh chị mình quan sát lên phần lại cam là mình thấy đất của mình nè là ôm từ ôm trên ôm dưới, và cái cung đường này anh chị mình quan sát trên màn hình nè, người mà đi là đi dọc theo vô trong cái khu dân sinh ở phía xa xa. Là xung quanh còn rất là nhiều hộ dân ở xung quanh á, phía xa xa đó anh chị, ngay chỗ ở dưới của mấy quả đồi á, người ta sống biệt lập á. Bây giờ thì em sẽ review ở dưới cho anh chị mình cùng theo dõi ha. Em đang đứng ở khúc đầu của mảnh vườn nha anh chị. Cái cung đường này là mình di chuyển khoảng cỡ tầm 2 km là mình đi ra đây, khoảng cỡ tầm có 500 m đường đất này thôi là mình đi ra ngoài tới đường nhựa rồi anh chị. Mình đi khoảng 1,5 cây là mình ra tới quốc lộ 28 này. Cái mảnh cái đây là mình phần là đang đứng ở phần giáp thác này anh chị này. Thác là đập vào trong mắt như là một cái dãy lụa anh chị. Thác này cao khoảng cỡ tầm 15 m, nếu mà tính từ chân đi lên hơn 15 m anh chị ha. Do là em đang đứng ở phần cầu này. Ở dưới này là có một cái chỗ để mình có thể mình tắm ở dưới này nè. Còn cái bên bọc cái bờ phía đối diện anh chị nhìn đó, nó dọc theo cái bờ đó đó, đó là nguyên một cái lá cây anh chị, nó gần giống như cái mỏ lá cây luôn á. Là lá cây này đây là anh chị này, trước là dọn chỗ này là lá cây, cây chủ nhà mình chất ở đây này. Đây là đầu thác đây, với lại là ở dưới này hiện tại là trời nó cũng đang mưa, đang mưa bay anh chị, nên là em cũng tranh thủ qua. Phần dưới này là phần suối dưới này đây. Nói chung phần suối trên dưới này là suối đá cây anh chị, tức là có mấy tảng đá lớn này. Phần ở dưới này, cái diện tích ở dưới này là khoảng cỡ tầm 6 sào nha anh chị. Là nó vướng khoảng cỡ tầm 2 sào, 1-2 sào là đất trồng lúa và đất nuôi trồng thủy sản thôi, còn đâu là đất cây lâu năm anh chị. Là cái mảnh của mình là các bằng phần 6 sào ở dưới đây nè, ôm theo cái dọc suối anh chị quan sát được phần lấy cam đó. Ở dưới đó có một cái gần, 2-3 cái gần nữa, chỗ đây là mình có thể tạo thác nhỏ nữa, bo lại hết chỗ kia anh chị ha. Hay bo lại cái mỏm ở chứa bên cái phía mà mặt có cỏ đó là của người ta, có cái suối chạy ngang anh chị, của người ta đó là mảnh sáu sào của mình ở đây này. Đây là mặt đường từ đây kéo lại tới cái bờ ranh chỗ em đứng á, là khoảng cỡ tầm 120 m nha anh chị, tầm 140 m do đường cong á, là hai sổ, sổ mặt trên và sổ mặt dưới. Hiện tại là trời nó cũng đang mưa rồi anh chị ơi, em cũng không có quay kỹ chi tiết được á anh chị. Là cái thế đất em đứng ở đây cho anh chị mà hình dung ha, là từ cái dọc suối đó bo đi lên 120 m đường á, là tới hết tới bờ sau chỗ nãy em đứng á,
chỗ bãi sau thì em sẽ đứng là một thửa dưới đây là 6 sao này, ở trên nó có một cái tam giác ở trên đó nữa, phần ở dưới đây là anh chị mình quan sát thêm lên flycam ha. Nói chung là suối và thác ở dưới đây thì cực kỳ đẹp anh chị. Sau này anh chị mình có thể mình làm được nhiều cái khác nữa. Phần dưới video anh chị này. Sau này anh chị có thể chỗ này là anh chị mình có thể chỉnh như mình chơi này, mình chơi mình tắm nè. Phần dưới đây là nói chung là thác này đẹp, mặt thác rộng khoảng cỡ tầm cái phần rộng chưa hết là khoảng cỡ tầm 8m anh chị. 8m, còn cái mặt mặt đổ ở trên kia là khoảng có tầm 3m ạ. Này, mảnh vườn này thích hợp cho anh chị nào mình làm về không tự tay ha, mình khai thác nghỉ dưỡng. Đá cây nó cũng có sẵn rồi đó. Cái khúc cái đường này là đường dân sinh anh chị, là đường có thể hiện trên sổ mà đường dân sinh á. Đi vô bên trong đó là còn rất là nhiều cái người hộ dân nữa. Cái thế đất ở trên này là ở trên nó cao hơn ở dưới này anh chị. Ở trên nó là 1H2, ở trên nó là nó cao hơn dưới này nhưng mà nó lại ôm được thác anh chị ơi. Ôm được thác ở trên này và phần suối dưới này. Đây. Điện thì có rồi nha anh chị. Xung quanh đây là khu dân á, nên là mình ở đâu nối điện cũng dễ. Hôm trước là chỗ nhà mình có hai cái nhà tạm ở đây này. Hai nhà tạm nhưng mà giờ là không có sinh sống nữa rồi. Còn bên dọc bên này là có vài cây dừa này. Phần đất ở dưới đây là phần đất bằng. Trời đang mưa anh chị, mưa nhưng cũng tranh thủ thôi chứ trời đất nông thì nó mưa không biết tới bây giờ là dừng anh chị. Anh chị thấy chân em di chuyển tới cái phần ranh ở cuối đuôi của phần sau ha. Phần dưới này là mình có thể là mình múc hồ được anh chị, mình làm cái những cái nhà lắp ghép hoặc là hột câu hoặc là làm chung là cũng rất là nhiều ý tưởng. Còn cái bên nó được bao bọc bởi xung quanh bởi những quả đồi á, nên là cái địa thế phong thủy của nó là giống như là một cái hình năm cánh hoa sen anh chị, là cái năm sáu dãy núi nó bọc qua, còn cái đất của mình là trụng ở giữa nè. Đây là phần ranh, em đi tới cái phần ranh cuối đuôi cho anh chị mình này, là cái chênh lệch của độ cao từ của cái mảnh ở dưới này và chỗ đường này và cái mảnh trên kia là khoảng cỡ tầm 15m anh chị, là trên lực độ cao á. Có đường nó múc chẻ ở giữa rồi đó, tầm 15m. Bên trong kia còn rất là nhiều nhà dân. Cái ranh của mình là phần dưới đây bám 120m mặt đường ở dưới này nè, là tới cái trước mặt đây, tới cái hàng sau á. Đây là ở phần ở trên này là cũng có một vài anh chị người ta múc ao, người ta nuôi cá. Đây anh chị ơi, ranh ở phần mình ở đây là mảnh này là cái ranh ngay chỗ cái bờ sau này, kéo lên cái phần em đứng lúc nãy á, kéo lên thẳng đi luôn, lên luôn cái mảnh tam giác ở trên kia luôn, xong bắt đầu là bo đi xuống là như thế này anh chị, bo xuống mình chụp nón như vậy này. Ở đây có một cái lạch suối này, mình cái mảnh dưới này cái ranh theo cái lạch suối là bo lại anh chị. Em chọn được một cái nơi cao để mà em review được cái phần ở dưới này anh chị, phần sáu sào ở dưới này này. Đây là một cái nhà tạm này, nhà gỗ tạm, nó là cái lều thôi. Cái phần ở dưới này bò này, nói chung là ở đây là đẹp được cái phần ở dưới này anh chị, nhìn trực diện vật view và ở dưới đây là mình có thể là mình làm được nhiều thứ. Bò lên tới trên đó. Đây, cái đường lạch suối á, là suối nó chạy lên cái nó hình của một cái lưỡi liềm anh chị, lưỡi liềm mà có suối bao quanh nhá. Bên đây bò lại này. Đây, phần thác đây ạ. Đây là phần thác đây anh chị ơi, đang đứng vô phòng di chuyển bên trong là sát tận cảnh của mặt thác này. Ở đây là có một ít đá xếp kè ở đây. Nói chung là thực hiện mặt thác này anh chị, bo đi xuống này, còn dưới đây mình tắm mình chơi gì ở đây dưới đây được, mình check in mình chụp hình ở chỗ này cũng được này anh chị này. Đây là cái chỗ mà để mình check in lên, check in lên trận thác á, mình chụp hình đó. Đây là đá cây này. Ở đây còn có cái lạch suối nó chảy xuống nữa anh chị, ra trên lạch độ cao á. Đây đá cây đây, nguyên cái phần đó đá cây á, nên là ở đây là cái mảnh này anh chị mình là mình có thể mình tận dụng được ha, đặc sắc đây anh chị ơi. Phần thác đó ngay xuống đây chảy luồn qua những cái tảng đá này, là cái thế này mình có thể mình làm được
rất là nhiều cái gần thác nữa, làm thành những cái tầng thác cao từ thấp xuống cao được, nước cực kỳ trong. Nước này là quanh năm suốt tháng là không bao giờ cạn anh chị. Với lại cái màu nước nó cũng y chang vậy luôn á, do là trên kia là đồng nguyên một cánh đồng lúa mênh mông ở trên kia, nên là dưới này là nước không bao giờ cạn. Cái đất ở dưới này là bằng, chạy dọc ở đây thế này anh chị mình có thể làm ao này, làm ao, thiết kế làm ao này. Còn cái những cái phần bo của suối đi lại á, mình làm con đường đi dọc đi xuống suối này để mà chơi này. Chỉ cần nữa là như thế này, thiết kế là anh chị thử tưởng tượng là mình chạy làm con đường bê tông ở dưới này, xong cái bắt đầu á là mình rào những cái cọc ngắn á, chạy dọc theo cái bờ suối là điểm check in cực kỳ đẹp luôn nè. Hoặc là cái tên ở dưới này từng cái tầng á, cái thế đang có thế của cái tầng cao từ thác cái tên đổ xuống anh chị, đổ xuống cầu á, cầu của mình nó từ cầu có thể mình làm một tầng thác dập tầng khoảng cả tầm 5-6 tầng như thác Cam Ri á, đi xuống dưới đây được này. Lâu lắm rồi em mới thấy được một cái địa thế địa hình thác mà đẹp như thế này á, nó đẹp cỡ bởi suối và thác là thác đá, suối cũng là suối đá luôn. Này màu nước này anh chị rất là đẹp, nước trong xanh huyền diệu. Ở đây có tầng năng lượng rất là thoải mái, năng lượng cực kỳ mạnh luôn. Đứng ở nơi đây á, mình thấy vậy là từ bo từ đó kéo đi ngang qua phần thêm phần dưới này và phần đỉnh trên kia. Đỉnh trên kia mình có thể mình làm nơi mình phát dọn ở trên đây đi, làm chỗ để mà ngắm xa xa anh chị. Nói chung mảnh đất này giá trị về view thôi, chứ nguồn thu ở trên này hiện tại đang là không có anh chị, nguồn thu đang rất trắng, nhưng mà view thì cực kỳ đặc sắc luôn. Nó view là cực kỳ đặc sắc luôn anh chị, dòng nước này như một cái dãy lụa vậy á, chạy luồn qua đá như một dãy lụa vậy á, nước nó êm đềm. Đây là phần mặt trên là đỉnh đầu của thác anh chị ơi, là cái từ cái mảnh của mình là bám theo mặt đường đi bám lại này, một thác hai ở đây. Đây là ở phía cái nguồn nước ở trên kia anh chị, đó là nguyên một cái đồng bằng ở trên kia và cái nguồn suối này, nên là nước không bao giờ cạn nước đâu anh chị ơi. Đây là phần em đang đứng ở đầu thác này, nó của mình dọc đi xuống dưới nữa này. Yeah. Anh chị mình ngắm ở phía xa kia đó là bên phía trục đường nhựa anh chị, đường nhựa mình đi vào á. Đây là đường, đây cũng là đường thông này. Cái mảnh đất của mình là phần 1-2, cái sổ này là bám từ ở dưới đầu suối á, bám dưới đầu suối kia, bám lên đường, bo lên lại trên kia, bo lên lại trên kia, khoảng cỡ tầm 120m mặt đường này. Là ở dưới này nó rộng hơn nha anh chị, ở dưới là phần cái mặt ở dưới đó là 100-140m do đường cong á. Đây thì đường xe ô tô đi được là đi thoải mái anh chị. Đầu thác này. Em đang đứng ở phía ở trên này anh chị, từ lúc nãy là từ cỡ phần cỡ suối đó, mình bo lại đây đó, mình đi khoảng cỡ tầm 40m ở đây thôi, là ngã ba trước mặt mình bo lại này, bo lại là đi tới phần ở đây có cái ngã ba này, là cái một thửa sáu sào ở dưới là chỗ này đây, bám 120m mặt đường này, là ngang đi xuống khoảng 50m anh chị, 120m là đây là sáu sào này, ở trên đây còn một thửa nữa là sáu sào này, đó là cái mảnh đây là màn hình tam giác em vẽ ở trên á. Đây có con đường đi lên nè, nhưng mà trên đó thì mình có nhìn, mình ngắm được ra cái địa thế phong thủy nó rất là đẹp. Đi ra là ngắm được những cái dãy đồi núi chập trùng anh chị. Đây là mình bám theo cái đường này, nó nghĩa là cái đường nó chạy ở giữa anh chị. Đây là đi vô á, là đường dưới, mình đi vô khu dân sinh luôn. Vô trong đó khu cũng rất là đông dân. Cách sống cách biệt trong đó anh chị. Còn ở bên này là mình chạy hướng nữa là mình ra đụng đường nhựa. Nhưng là tất cả cái đường, cung đường của mình nhá, là đường thông hết à. Cái chênh lệch độ cao của phần ở này và phần ở dưới kia là 15m anh chị ha. Đi bám này, theo cái dọc bờ sau này là có ranh hết rồi. Chạy lại cái nơi tích ở phần phía kia là bắt đầu đi bò xuống dưới. Có nghĩa là mảnh tam giác này của mình ở trên này, tam giác này như này, đi bò xuống dưới đụng cái mảnh này. Xong đi bò xuống dưới luôn, xong có tới cái mảnh bằng ở dưới em đứng á. Em đang ở khúc ở phía trên nha anh chị. Ở trên đây thì mình có thể là mình nhìn ngắm được cái mấy quả đồi của thôn Nam Rạ kìa. Là nói chung là view xa xăm anh chị. Cái ranh của mình ở khúc ở trên này, cái của cái trên này anh chị, là từ đây anh chị ha, là kéo xuống ở dưới kia. Một lúc mà em đứng cái phần cà phê đây của người ta này, là phần ở dưới là lúc này em đứng này, em đứng là cái phần là một ở trên này hai sổ bám mặt đường này anh chị này, bám khoảng tầm 120m mặt đường này, là khoảng tầm 1-2 trong sổ này, 1-2 của hai sổ này nha anh chị,
là mặt đường lớn này, đất đường này đường thông ha, à, đường đi thông đi về những cái đường nhựa bên kia. Đây hiện trạng đang đường đất thôi. Em đi quay trời mưa nên là cũng nhớt mà. Đây này là cái bờ ranh, là bờ ranh nó rõ lắm anh chị. Nó từ chỗ nơi nãy em đứng á, là kéo đi dọc lại đụng tới cái phần đầu suối luôn, là 120m là bờ sau này, có bờ sau làm ranh rồi. Cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi video, xin hẹn anh chị vào những lần sau.